phát triển và nhân rộng các vùng nuôi tập trung, chủ động nguồn con giống, tiến tới hoàn thiện chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất tiên tiến. Những giải pháp này đã mang lại giá trị cao cho ngành thủy sản của tỉnh trong năm 2020. Trong năm qua, huyện Nho Quan đã tập trung đầu tư phát triển thủy sản theo hướng một vụ lúa, một vụ cá ở các vùng chiêm trũng. Do vậy, diện tích nuôi hàng năm tăng dần, chất lượng cũng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 3.800 ha nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt trên 9.200 tấn, giúp người dân có nguồn thu ổn định. Vụ năm nay thì lúc thả 2 tấn rưỡi cá giống, đến khi thu hoạch lên thì được khoảng 6 tấn. Thì so với mọi năm thì cái lượng cá năm nay là phát triển tốt hơn so với mọi năm. Và nói chung là ở đây thì năm nào cá cũng đạt được chất lượng từ 5 đến 7 cân, có con lên tới 8-9 cân. Năm nay là một vụ nuôi trồng thủy sản thắng lợi của gia đình. Trừ chi phí giống cá với lại thức ăn chăn nuôi thì được khoảng 240 triệu thì chi phí hết khoảng 120 triệu. Chúng tôi vẫn lãi được một nửa. Còn đối với huyện ven biển Kim Sơn, nói đến nuôi trồng thủy sản không thể không nhắc tới hoạt động sản xuất hàu giống. Năm 2020, toàn huyện đã sản xuất được trên 12.000 triệu con, tăng gấp 5 lần so với năm 2019. Việc sản xuất con giống này là một thành công mới trong lĩnh vực sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh. Gia đình cũng sản xuất thì cái cuối năm này là cũng bình ổn về cái kinh tế trong gia đình. Đấy, thu nhập thì cũng có bình ổn hơn với lại mấy năm trước. Mong muốn là năm tới này làm sao mà sang 2021 này mà thu nhập cũng cố gắng để kiếm thu nhập nó cao hơn so với mọi năm. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sản xuất thủy sản cũng đã gặp nhiều khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ bị gián đoạn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngư dân và các doanh nghiệp, ngành thủy sản của tỉnh tiếp tục là điểm sáng trong lĩnh vực nông nghiệp với mức tăng trưởng đạt 7,5% trong năm qua. Đối với cái nuôi trồng thủy sản nước lợ thì là cả tỉnh chỉ có một duy nhất huyện Kim Sơn là ven biển. Nên là nhìn vào công tác đánh giá cái năng suất sản lượng thủy sản nước lợ thì nó đóng góp rất lớn vào cái tổng giá trị của kim ngạch của cái sản xuất nông nghiệp của huyện. Đấy. Và theo như tôi đánh giá thì cái góc độ theo dõi đánh giá về năng suất sản lượng của năm 2020 đối với thủy sản nước lợ thì cũng đã đạt được kết quả rất là lớn. Các hộ ở vùng chủ yếu nuôi theo hình thức bán thâm canh và đã có một số hộ nuôi tiêu biểu là nuôi siêu thâm canh. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của các ngành chức năng, sự chủ động trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ngành thủy sản của tỉnh ngày càng có nhiều mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập của các địa phương, để nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới trong những giai đoạn tiếp theo.